Hello, xin chào các nghệ sĩ. Hôm nay chúng ta cùng trải nghiệm là điếu cày biến hình version 2. Được một khách hàng rất là đẹp trai, chúng ta sử dụng được 2 năm rồi. Hôm nay đến giao lưu cùng anh em Văn Hóa Điếu Cày. Mấy lâu nay các bạn đã biết là điếu cày biến hình là một sản phẩm rất là hot, gần như là bị săn đón rất là nhiều mà không có hàng, cho nên là rất nhiều nghệ sĩ đang ngóng chờ. Chúng ta cùng trước khi đợi sản phẩm tiếp theo thì chúng ta cùng test với lại khách hàng của chúng ta sau 2 năm sử dụng xem là cái độ phê của nó như thế nào nhé. Hôm nay chúng ta sẽ dùng dụng cụ nhấc tàn. Đây các bạn thấy là muốn dùng điếu cày biến hình thì các bạn phải xoay cái khớp xoay này để cho lộ cái lỗ nỏ ra. Sau đó là mở cái nắp trên để lấy cái nỏ giấu ở trong này ra. Đây. Để cái này đây. Sau đó là cắm nỏ vào. Sau đó là các bạn đổ nước vào. Đấy, ít nữa. Các bạn xoay cho cái cửa nó nằm ở phía dưới. Đây. Bây giờ là chúng ta sẽ dùng cái nhấc tàn để cho nghiện si của chúng ta hút đi. Đây, tôi cũng xin làm bi. Phê đấy, tại sao nó điếu cày biến hình lại phê là bởi vì là chúng ta hút theo quy tắc là hút giống điếu bát ấy, là châm đóm và rít luôn, khói nó rất là đặc, nên là không cẩn thận là nhận sĩ nào mà yếu thuốc là sẽ vật ngay đấy. Vương điếu rồi đúng không? Đây là một cải tiến rất quan trọng. Cải tiến này giúp cho chúng ta hút một cái điếu biến hình nó nhỏ như này, chúng ta không thể nào mà hút giống như điếu dài được, mà chúng ta phải hút luôn thì phải có cái chặng tàn này để cho thuốc nó không bị tụt nõ, và đồng thời là khi ta châm và ta rít luôn thì khó. Sau khi các bạn hút xong thì các bạn di chuyển thì các bạn sẽ tháo cái nõ này ra, đổ nước đi. Đổ hết nước đi và cho cái nõ này vào trong cái ống điếu. Rồi, sau đó là đậy cái nắp này lại. Xoay cái này lại. Để chúng ta có một cái thiết bị điếu cày biến hình mang theo người rất là nhỏ gọn và tiện dụng. Mang lên máy bay, ô tô, đi đến bất kỳ đâu trên thế giới mà không bị kiểm soát. Sắp tới điếu cày biến hình sẽ được ra mắt thế hệ tiếp theo tại Văn Hóa Điếu Cày. Có rất nhiều các nghệ sĩ đã săn đón và đặt hàng. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian tới. Xin chào.